Bài kinh số 18, Kinh Mật Hoàng. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Saka tại Kapilavastu ở vườn Nikrodharma. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavastu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavastu, khi ăn xong, trên đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Beluvalatika. Có vị gậy cầm tay Saka kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào bối rừng, đến tại Beluvalatika, chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm, xã giao thân thượng, rồi đứng một bên, dựa trên thân gậy, đứng một bên. Gậy cầm tay Saka nói với Thế Tôn: Sa môn có quan điểm thế nào giảng thuyết những gì? Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tự sẽ không ám ảnh vì Bà la môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Saka lắc đầu, điếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy, đi đến giường Vikrona. Khi đến xong, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo, ở đây ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavastu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavastu, ăn xong, trên đường khất thực trở về, ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, ta ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Beluvalatika. Có vị gậy cầm tay Saka kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào bối rừng, đến tại Beluvalatika, chỗ ta ở. Khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên, dựa trên cây gậy. Đứng một bên, gậy cầm tay Saka nói với ta như sau: Sa môn có quan điểm thế nào giảng thuyết những gì? Chư tỷ kheo, được nói vậy, ta trả lời gậy cầm tay Saka: Này hiền giả, theo lời ta dạy, trong thế giới với chư thiên, Mara và Phạm thiên, đối với các chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vì Bà la môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Saka lắc đầu, điếm lưỡi, chế trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế Tôn trong thế giới với chư thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời? Các tưởng sẽ không ám ảnh Thế Tôn, vì đã sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số lý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy nhiên, sự đoạn tận sân tùy nhiên, sự đoạn tận kiến tùy nhiên, sự đoạn tận nghi tùy nhiên, sự đoạn tận mạng tùy nhiên, sự đoạn tận hữu tham tùy nhiên, sự đoạn tận vô minh tùy nhiên, sự đoạn tận chấp trường chấp kiến, đấu tranh tránh tranh, luận tranh kháng tranh, ly gián ngữ vọng ngữ. Chính ở đây, những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Thế Tôn giảng dạy như vậy. Sau khi nói vậy, thiền thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, bước vào tịnh xá. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các vị kheo ấy suy nghĩ: Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích trọng tại ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, không còn dư tàn. Nay ai có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa?
Rồi những tỳ kheo ấy suy nghĩ: này có tôn giả Mahakatana, là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakatana có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói tên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakatana ở. Sau khi đến, sẽ hỏi tôn giả Mahakatana ý nghĩa này. Rồi những vị theo ấy đến chỗ tôn giả Mahakatana ở. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao với tôn giả Mahakatana, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỳ kheo ấy thưa với tôn giả Mahakatana: này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, và bất cứ nhân duyên gì không còn dư tàn. Này hiền giả Mahakatana, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ: chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy giác tắc này cho chúng ta đã đi vào tịnh xá. Do bất cứ nhân duyên gì không còn dư tàn, ai có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy và Thế Tôn nói lên một cách giản tắt, không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Này hiền giả Mahakatana, rồi chúng tôi suy nghĩ: nay tôn giả Mahakatana được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakatana có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói trên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakatana ở. Sau khi đến, chúng ta hỏi tôn giả Mahakatana ý nghĩa này. Tôn giả Mahakatana sẽ giải thích cho: chư hiền, cũng như một người ưa thích loại cây, tìm tòi loại cây, đi khắp mọi nơi tìm loại cây, đến một cây to lớn, đứng thẳng và có loại cây, người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng cứ tìm loại cây ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn. Quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Rama. Vị thuyết gia, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Mahakatana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Rama. Vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng tôn giả Mahakatana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakatana có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong tôn giả Mahakatana hãy giải thích, không có sự gì bất kính. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa dân hiền giả, các vị theo ấy dân đáp tôn giả Mahakatana. Tôn giả Mahakatana giảng như sau: chư hiền, Thế Tôn nói lên một cách gián tắt lời dạy này và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, bất cứ vị nhân duyên gì không còn dư tàn. Chư hiền, với lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ như sau. Chư hiền, do nhân con mắt và các sắc pháp nhãn thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại. Chư hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng nhị thức khởi lên, do nhân lỗ mũi và các hương tỷ thức khởi lên, do nhân lưỡi và các vị thiệt thức khởi lên, do nhân thân và xúc thân thức khởi lên, do nhân ý và các pháp ý thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có các cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm
thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân, một số hí luận dòng tự ám ảnh một người đối với các pháp do ý thức nhận thức quá khứ, tương lai và hiện tại. Chư hiền, sự kiện này xảy ra khi nào có mắt, khi nào có sắc pháp, khi nào có nhãn thức, thời sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của xúc, thời sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có thi thiết của thọ, thời sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của tưởng, thời sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết của sự ám ảnh một số hí luận vọng tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có tai, khi nào có các tiếng, khi nào có vị thức. Sự kiện này xảy ra khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có tỷ thức. Sự kiện này xảy ra khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức. Sự kiện này xảy ra khi nào có thân, khi nào có các xúc, khi nào có thân thức. Sự kiện này xảy ra khi nào có ý, khi nào có các pháp, khi nào có ý thức, thời sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào không có nhãn thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của xúc, sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào không có sự thi thiết của thọ, sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của tưởng, sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết của sự ám ảnh một số hí luận vọng tưởng được hiển lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng, khi nào không có mũi, khi nào không có các hương, khi nào không có lưỡi, khi nào không có các vị, khi nào không có thân, khi nào không có các xúc. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lời dạy một cách gián tắt đã đi vào định xá. Này các tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì không dư tàn. Chư hiền, đối với lời dạy Thế Tôn nói lên một cách gián tắt này và nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này, Thế Tôn giải đáp như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Rồi những tỳ kheo ấy hoan hỷ, tùy hỷ lời tôn giả Maha Kakana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên ngài. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách gián tắt cho chúng con, đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì không còn dư tàn. Khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này, không giải thích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy biên, sự đoạn tận sân tùy biên, sự đoạn tận kiến tùy biên, sự đoạn tận nghi tùy biên, sự đoạn tận mạng tùy biên, sự đoạn tận hữu tham tùy biên, sự đoạn tận vô minh tùy biên, sự đoạn tận chấp trường, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Nếu ai có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Bạch Thế Tôn, và chúng con suy nghĩ. Này có tôn giả Maha Kakana, là vì được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kakana có thể giải thích trọng đại ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Maha Kakana ở. Sau khi đến, sẽ hỏi tôn giả Maha Kakana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn,
rồi chúng con đi đến chỗ tôn giả Mahakakana ở. Sau khi đến, chúng con hỏi tôn giả Mahakakana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, tôn giả Mahakakana đã giải thích ý nghĩa ấy cho chúng con với những phương pháp này, với những văn cú này, với những văn tự này. Chư tỷ kheo, tôn giả Mahakakana là bậc hiền trí. Chư tỷ kheo, tôn giả Mahakakana là bậc đại tuệ. Chư tỷ kheo, nếu các người hỏi ta ý nghĩa này, ta cũng trả lời như Mahakakana đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lẳng và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn cũng vậy, tỷ kheo có tri thức biện tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn bánh mật. Hễ như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn.